Này 68 tuổi, cựu thủ tướng Shinzo Abe bị sát hại vào hôm nay có lẽ sẽ đi vào lịch sử trong tư cách là người đã phá vỡ kỷ lục tại nhiệm trong cương vị thủ tướng Nhật Bản. Di sản đối nội của ông là chính sách kinh tế mang tên Abenomics, góp phần duy trì vị trí cường quốc kinh tế của đất nước. Trong lĩnh vực đối ngoại, ông nổi tiếng là người có tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao độ, biết đề ra chiến lược, nâng cao vai trò của Tokyo, hạn chế đà bành trướng của Trung Quốc. Sinh năm 1954, trong một gia đình danh giá Nhật Bản, theo xu hướng bảo thủ về chính trị. Ngay từ đầu, ông Abe đã gia nhập hàng ngũ Đảng Dân Chủ Tự Do, gần như là cầm quyền liên tục tại Nhật Bản từ sau đệ nhị thế chiến. Đến năm 2006, vào tuổi 52, ông lần đầu tiên trở thành thủ tướng trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi đúng một năm, nhưng là người đứng đầu chính phủ Nhật Bản trẻ nhất thời hậu chiến, người đầu tiên sinh sau Thế chiến thứ hai. Phải chờ đến năm 2012, sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân Chủ Tự Do trong cuộc bầu cử quốc hội, ông được bầu làm thủ tướng lần thứ hai, rồi thêm hai nhiệm kỳ khác, kéo dài tổng cộng gần 8 năm, chỉ từ chức vào tháng 9 năm 2020 vì lý do sức khỏe mà thôi. Trong nhiệm kỳ thủ tướng 2012-2020 mà ông Abe đã gây ấn tượng mạnh với chính sách khôi phục kinh tế táo bạo và những hoạt động ngoại giao mạnh mẽ.